này thiện hiện nên biết trong đó không có ngã có thể nắm bắt được cũng không có hữu tình dòng xanh mạng khả năng xanh khởi sự dưỡng dục sự trưởng thành chủ thể luân hồi ý xanh nho đồng khả năng làm việc khả năng khiến người làm việc khả năng tạo nghiệp khả năng khiến người tạo nghiệp khả năng thọ quả báo khả năng khiến người thọ quả báo cái biết cái thấy có thể nắm bắt được không có sắc có thể nắm bắt được, cũng không có thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, không có nhãn xứ có thể nắm bắt được, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, không có sắc xứ có thể nắm bắt được, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, không có nhãn giới có thể nắm bắt được cũng không có nhi tí thể thân ý giới có thể nắm bắt được, không có sắc giới có thể nắm bắt được, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được, không có nhãn thức giới có thể nắm bắt được, cũng không có nhi tí thể thân ý thức giới có thể nắm bắt được không có nhãn xúc có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tí thể thân ý xúc có thể nắm bắt được, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được, cũng không có các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được không có địa giới có thể nắm bắt được, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được, không có nhân duyên có thể nắm bắt được, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có thể nắm bắt được, không có các pháp từ duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có vô minh có thể nắm bắt được. Cũng không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não có thể nắm bắt được không có bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, cũng không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, không có pháp không nội có thể nắm bắt được, cũng không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được không có bốn niệm trụ có thể nắm bắt được cũng không có bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được không có thánh đế khổ có thể nắm bắt được cũng không có thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được không có bốn tịnh lự có thể nắm bắt được cũng không có bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể nắm bắt được không có tám giải thoát có thể nắm bắt được cũng không có tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ có thể nắm bắt được không có tất cả pháp môn đà la ni có thể nắm bắt được cũng không có tất cả pháp môn tam ma địa có thể nắm bắt được không có pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, cũng không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được. Không có bậc cực hỷ có thể nắm bắt được, cũng không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân có thể nắm bắt được.